Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 50 token có ký hiệu là APR. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở ra bấm start chatbot nha bạn. Bấm bấm start rồi bấm bấm join này góp các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join sao kênh group kênh seller nè. Join sao. Các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi, tiếp tục thì bạn follow và tài quyết bot nè. Twitter nó Twitter nó các bạn theo dõi nè. Các bạn like và chặn như tài quyết nè. Tài quyết lại thôi các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn xoắn tiếp kênh seller nữa nè. Rồi tiếp tục cũng follow và tài quyết nữa nè. Tài quyết cái nữa nè. Đây trên nguồn gấp ta các bạn. Các bạn tìm cái bài của nó các bạn. Bài thứ hai nè. Các bạn tài quyết lên nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Các bạn bấm vào restart các bạn. Rồi các bạn lướt cấp tra chứ gì camera là cái máy ảnh. Ok. Dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của tất cả bạn vào nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ VPNB Smart Chain với chiếc wallet của mình nha bạn. Thì các bạn copy địa chỉ VPNB Smart Chain của mình nè. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link và profile tại Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Bạn nhấp vào bao gạch cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào bao gạch cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết lại nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục bạn giao mà gửi đường link lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi lên một cái link retweet nè. Cái link retweet là cái bài đầu tiên tất cả các bạn. Các bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè. Nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ là cái bài này nữa các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nữa, bạn bắt đắp lên nè. Bạn gọi là chatbot nè. Rồi bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi join gọi thì bạn bấm ihealzone.net. Ihealzone.net. Rồi các bạn duyệt lên link dép và chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, như vậy mình đã gửi đến bên cạnh tham gia chương trình này góp những 50 token APR đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.